Thưa quý vị, chuẩn bị cho kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 7 sắp tới, các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành tiếp xúc cử tri tại các xã phường thị trấn trong tỉnh. Do dịch COVID-19 dẫn diễn biến khó lường, chương trình tiếp xúc cử tri được tổ chức trực tiếp và cả trực tuyến. Tại hội trường Thành ủy Vũng Tàu, buổi tiếp xúc cử tri của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh với 30 cử tri trực tiếp và trực tuyến đến từ các phường 1, 2, 3, 4, 5, 7 và tháng 8, có ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã thông tin đến cử tri về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh năm 2021 và những nhiệm vụ trọng tâm ở năm 2022. Kết quả phòng chống dịch COVID-19 vừa qua, kết quả xử lý những kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ hai Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đại biểu Hội đồng Nhân dân cũng thông tin về chương trình kỳ họp thứ tư của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 7 cuối năm. Bày tỏ niềm vui và niềm tin với thành quả phòng chống dịch của tỉnh ở đợt bùng phát lần thứ tư, cử tri Vũng Tàu cũng nêu lên những tồn tại trong một số lĩnh vực như xây dựng trái phép, phá vỡ cảnh quan rừng tại núi lớn và núi nhỏ, việc hỗ trợ cho những người tham gia phòng chống dịch tại cơ sở chưa thỏa đáng, cải cách hành chính tại các cơ quan của tỉnh chưa hiệu quả. Những phản ánh kiến nghị của cử tri được lãnh đạo thành phố Vũng Tàu giải đáp trong phạm vi chức năng. Ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khẳng định, ở giai đoạn mới, tỉnh chú trọng song song hai nhiệm vụ, vừa bảo đảm an toàn sức khỏe nhân dân, vừa đẩy mạnh khôi phục phát triển kinh tế xã hội. Với việc mở cửa, chúng ta hiểu đó là sự tỷ lệ thuận với việc là nguy cơ dịch bệnh từ bên ngoài xâm nhập vào. Nhưng chúng ta không thể đóng cửa. Và chúng ta phải có giải pháp để chúng ta thực hiện làm sao đảm bảo cái việc phòng chống dịch hiệu quả, nhưng cũng phải đảm bảo việc mở cửa để phục hồi kinh tế và phải đảm bảo cho cuộc sống của người dân. Chính vì vậy, chúng ta thực hiện hai nhiệm vụ song song, vừa bảo đảm về sinh mệnh, nhưng chúng ta phải bảo đảm cho sự mưu sinh của toàn bộ nhân dân, doanh nghiệp của Bà Rịa Vũng Tàu chúng ta.